Đầu thời Minh, Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương sai cầm y vệ, thân quân ti, chỉ huy sứ, sau chia thành trấn phủ ti Nam Bắc, tra xét đủ loại quan lại, quyền thế lừng lẫy. Cầm y vệ noi theo trăm năm, trấn phủ ti Nam Bắc thế như nước lửa, tranh chấp không ngừng, đảng triều đình phân tranh kịch liệt. Đào phỉ giang hồ hung hăng ngang ngược, dưới thịnh thế phồn hoa lại cất sống mảnh nước ngầm mãnh liệt. Thời thế loạn lạc, đạo tặc hoành hành, chư vị ở đây có biết tam đạo được Thuận Thiên phủ treo giải cao nhất là ai hay không? Nhắc tới hai chữ tam đạo thì đầu tiên phải kể tới Minh Hòa Tăng. Kẻ này tuy thân Phật nhưng không ăn chay niệm Phật, không giữ đạo tu thân, ngược lại rất giỏi về thuật sử dụng thuốc nổ. Có câu tam sinh phù đồ vong quy sử, phổ tát đốn thủ mạc nại hà, nghĩa là tu hành phải tự tính tự độ, cần mẫn chăm chỉ. Kẻ thứ hai trong tam đạo là Thiên Diện Hồ Hoa Đạo Thường. Tương truyền rằng kẻ này có nghìn khuôn mặt, thư hùng khó đoạn, thiện ác khó phân. Còn người cuối cùng này tuy được liệt vào tam đạo nhưng lại có phong thái hiệp sĩ, chính là Kiếm Phong Ỷ Đãng Kích Thiên Xích, Bạch Vân Nhật Thượng Ảnh Trung Tiên. Tên của hắn chính là Bạch Y Đoàn Vân. Đêm này chính là thời điểm thích hợp của tam đạo, kẻ nào trộm được bảo vật quý giá nhất ở trong cung sẽ được phong là đạo thánh đương thời. Tên tiểu tử này là Viên Tiểu Đường, hắn bị nhốt trong ngục này tính tới nay cũng vỏn vẹn 3 tháng rồi. Lão phạm nhân mù bị nhốt lâu năm kế bên dạy hắn vài chiêu luyện công tốt hơn, chỉ là tên này quá là lười biếng cho nên không có mấy tiến triển là đúng rồi. Vì cô nương mặc y phục đen này là Vương Vũ Đình, nàng và Viên Tiểu Đường là Thanh Mai Trúc Mã, bạn chỉ cốt xuất thân. Hôm nay đặc biệt lần đầu tiên nàng vào bếp cho nên muốn hắn nếm thử, khỏi cần nói cũng biết mùi vị khó ăn cỡ nào rồi. Hôm nay là ngày hắn được thả ra, dù gì lần trước hắn gây họa như vậy, cha hắn ném hắn vào lao ngục này coi như dạy dỗ lại. Trước khi bọn họ rời đi, lão phạm nhân mù cũng muốn được nếm thử tay nghề của Phương cô nương. Đúng là kẻ muốn tránh còn chẳng được, kẻ lại muốn đâm đầu vào. Thôi thì Viên Tiểu Đường hắn cho lão mở màng khẩu giác vậy. Người đàn ông mang y phục trang nghiêm đang ngồi chễm chệ trên ghế với gương mặt đầy lạnh lùng này là chỉ huy sứ Viên Tiếu Chi, cha của Viên Tiểu Đường. Hôm đó là tên Từ Sơn quen thói ức hiếp dân lành, ép buộc một vị cô nương nhưng không thành, ngược lại còn hủy đi dung nhan của tiểu cô nương đó, khiến cho Viên Tiểu Đường tức giận đấm hắn một bài học. Phía trong cung đột nhiên phát ra nhiều tia pháo sáng nổ khắp trời, chứng tỏ đạo tặc đã lèn vào. Chuyện giải quyết Viên Tiểu Đường đành tạm gác qua một bên, hộ giá bệ hạ mới là quan trọng nhất. Viên Tiểu Đường cũng bị cha mình đánh cho trọng thương, lỗi lần này đúng thật là của hắn. Hắn lười biếng, võ công lại chẳng mấy tiến bộ, khiến cho kẻ làm cha như Viên Tiếu Chi cũng phải nhọc lòng vô cùng. Vị cô nương xinh đẹp đang thảo hoa đăng này là công chúa Chu Diên Kỳ, hiện tại đã đến tuổi cập kê, chỉ là trong đống danh sách phò mã này không kẻ nào hợp với nàng cả. Đột nhiên phía xa xa, một nam nhân bạch y với tướng mạo vô cùng tuấn tú đã gây được sự chú ý của công chúa. Kẻ này không ai khác chính là Đoàn Vân, một trong ba tam đạo. Ý nàng đã định, quyết sẽ theo đuổi hắn tới cùng. Hoa Đạo Thường thì thành công mị hoặc được hoàng đế lấy được chiếc chén cửu long bảo vật. Minh Hòa Tăng cũng không kém cạnh, hắn dùng pháo đốt trụi tàng thư các thành công lấy được thiên thư. Nghe nói lấy được thiên thư là đoạt được thiên hạ, bảo vật này tuy kỳ dị nhưng cũng rất đáng công sức hắn bỏ ra đây. Thật không may cho hắn, Viên Tiểu Đường và Phương Vũ Đình đã kịp thời tới nơi ngăn cản hắn bỏ trốn. Nhưng kẻ này tuyệt nhiên không dễ đối phó, hai người dù hợp sức lại cũng không phải là đối thủ. May mắn thay là chỉ huy sứ Viên Tiếu Chi đã đến kịp thời ngăn tên đạo tặc này. Minh Hòa Tăng không muốn gặp rắc rối cho nên đã tung hỏa mù định trốn thoát nhưng không ngờ lại bị đuổi theo. Hòa Đạo Thường hóa trang thành hoàng đế cũng nhanh chóng bị bại lộ, Đoàn Vân cũng đã tới, ba kẻ tam đạo hôm nay lại xuất hiện cùng một lúc ở đây. Thôi thì để Viên Tiếu Chi hắn bắt gọn một mẻ luôn vậy. Danh tiếng lẫy lừng của tam đạo trong giới giang hồ ai ai mà chẳng biết. Chỉ có điều ba kẻ bọn họ hợp sức đánh như thế nào cũng chẳng thể thắng nổi được Viên Tiếu Chi. Đoàn Vân cuối cùng cũng phải sử dụng chiều cuối, nghe rằng hồ đồn thổi kiếm pháp của hắn cực kỳ điều luyện, chỉ có điều hôm nay hắn ta ra ngoài không đem theo kiếm mà chiếc quạt của hắn lại bị chỉ huy sứ làm rách, đành phải mượn tạm cành cây khô. Chỉ là cành cây khô sao có thể so được với cây kiếm sắc bén trong tay đại nhân cơ chứ? Nhưng tên này lại khiến cho Viên Tiếu Chi cảm thấy có chút hứng thú. Võ kiếm như vậy mà lại làm đạo tặc chẳng phải là quá phí phạm tài năng hay sao? Đoàn Vân chỉ mỉm cười đáp lại, chẳng lẽ giống như đại nhân làm chó săn cho hoàng đế? Nói xong tam đạo tẩu thoát, nhưng thoát thế nào với lưới trời trong Tử Cấm Thành này cơ chứ? Tam đạo vẫn là không thể thoát khỏi lưới trời. Lần này còn có thêm cả người của Nam Trấn Phủ Ti do người đàn ông tóc trắng với vẻ ngoài đầy nguy hiểm này dẫn đầu. Vốn Bắc Trấn Phủ Ti và Nam Trấn Phủ Ti đã như nước với lửa từ trước, công lao lớn như lần này sao có thể thiếu mặt bọn họ được cơ chứ? Ba người Hoa Đạo Thường, Đoàn Vân và Minh Hòa Tăng chia ra đánh, trận này xem ra muốn thoát cũng không hề dễ dàng rồi đây. Quý đại nhân của Nam Trấn Phủ Ti ngắm súng bắn một phát trúng chân của Hoa Đạo Thường. Bên Minh Hòa Tăng cũng bị cầm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti làm cho rơi vào thế bị động. Hắn lấy chuỗi hạt đeo trên cổ xuống ném giải xuống đất. Thì ra đó không phải là chuỗi hạt bình thường mà là ngòi thuốc nổ.
Viên Tiểu Đường thấy vậy liền lao lên cắt hết dây ngòi, làm loạn phá vỡ thế trận của cha hắn. Đúng là sự thành thì ít mà thất bại thì nhiều, khói mù của thuốc nổ khiến cho bọn họ có cơ hội tẩu thoát. Đoàn Vân bị Nam Chấn Phủ Tý đuổi theo, còn Minh Hòa Tăng thì bị Viên Tiếu Chi dẫn đầu đuổi bắt. Hòa Đạo Thường cải trang thành cầm y vệ, định người không hay quỷ không biết rời đi, nhưng lại bị Viên Tiểu Đường phát hiện. Đoàn Vân bị truy đuổi gắt gao, vốn nghe súng ống của Nam Chấn Phủ Tý lợi hại. Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, chỉ có điều để ngày sau hắn lĩnh giáo vậy. Quý đại nhân nhếch mép cười rồi đáp: "Đạo tắc, không có lần sau nữa đâu." Nói rồi bọn họ dàn trận ra, chỉ nghe hiệu lệnh của chỉ huy sứ nữa là bắn thôi. Nhưng từ đâu chui ra vị cửu công chúa Chu Diên Kỳ vì theo đuổi nam nhân bạch y mà xém chút mất mạng. Do đám cầm y vệ tưởng Đoàn Vân hắn có đồng bọn nên đã ra tay, may mắn là anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là Đoàn Vân đã bị súng ống kia làm cho bị thương ở cánh tay. Công chúa biết rằng tình hình hiện tại của Đoàn Vân rất nguy hiểm, bèn nghĩ ra kế sách cho hắn bắt mình làm con tin, thuận lợi rời khỏi đây. Bao năm qua công chúa đều bị nhốt trong bốn bức tường thành, cuộc sống vốn dĩ ngột ngạt đủ điều, nay lại có nam nhân bạch y trong lòng muốn mời nàng đi ngao du thiên hạ, tất nhiên là nàng nguyện ý rồi. Chuyện cửu công chúa bị đạo tặc bắt đi, nếu hoàng đế biết được thì Nam Chấn Phủ Tý chắc chắn sẽ gặp tai họa. Tên tóc trắng ra lệnh cho đám thuộc hạ xử lý sạch sẽ đám nô tỳ, rồi âm mưu giáo họa cho Bắc Chấn Phủ Tý. Đạo tặc xâm phạm, mọi ngóc ngách trong Tử Cấm Thành đều phải tuần tra nghiêm ngặt. Tên đang ngắt ngủ này là Thạch Nhiên Sơn, hắn làm chức vụ tuần phòng. Nửa đêm canh ba đang ngủ, bị lôi đầu dậy tuần tra cho nên có chút bực tức trong người. Tên cầm y vệ do Hoa Đạo Thường hóa trang đi ngang qua bọn chúng. Vết thương do bị bắn bàn nãy càng lúc càng chảy nhiều máu. Thạch Nhiên Sơn nhìn thấy tướng đi khập khiễng của hắn cộng thêm vết máu kỳ lạ này lại càng sinh nghi, liền nhanh chóng đuổi theo. Không ngờ Hoa Đạo Thường lại cải trang thành một tên đạo sĩ, vừa hay cũng chạm trán với Viên Tiểu Đường. Hoa Đạo Thường định bụng nhanh chóng thoát thân nhưng không ngờ lại bị Thạch Nhiên Sơn còng tay lại. Hắn còn mỉm cười nói, thì ra hắn đã sớm biết tên này là đạo tặc trong Tam Đạo rồi. Hoa Đạo Thường mặc dù có ngàn khuôn mặt nhưng chỉ duy nhất mùi hương trên cơ thể là không đổi. Nhưng cuối cùng vẫn là đạo tặc hắn cao tay, nhanh chóng dùng mê dược đánh ngất bọn chúng. Hắn nhanh chóng hóa thành Thạch Nghiên Sơn, cầm theo lệnh bài thành công trốn thoát. Còn về phần Đoàn Vân và cửu công chúa cũng đã nhanh chóng chạy thoát. Chu Diên Kỳ lấy châm cài tóc tặng cho Đoàn Vân, coi như lời cảm ơn vì hắn đã cứu nàng. Nếu vậy thì đương nhiên hắn không phải là kẻ xấu hay kẻ đạo tặc giết người như lời quý đại nhân đã nói kia. Đoàn Vân mỉm cười rồi dẫn nàng xuất cung như lời đã hứa, đưa nàng đi ngao du thiên hạ. Bên này Minh Hòa Tăng với ý đồ từ trước, thì ra hắn ta đã chuẩn bị đống thuốc nổ này nhằm dẫn dụ đám người Viên Tiếu Chi sập bẫy. Hắn mỉm cười, một tay đầy lửa châm ngòi cho khắp nơi đều cháy thành tro bụi, mọi thứ đổ nát hoang tàn. Viên Tiếu Chi hy sinh cứu mạng Phương Vũ Đình, bản thân bị vùi trong đống đổ nát, sống chết chưa rõ. Viên Tiếu Chi được tìm thấy xác, lễ tang tưởng niệm bọn họ cũng nhanh chóng được tiến hành. Viên Tiểu Đường nhìn thi thể được phủ khăn trắng trước mặt mình. Phía trước còn có cây đao tiên đế ban tặng mà cha hắn vẫn thường hay đeo bên mình. Hắn nhớ lại những ký ức lúc trước, nhớ lại những lời cha hắn đã dạy bảo. Năm xưa mẹ hắn cũng là muốn hắn trở thành một người quang minh lỗi lạc, phụng sự cho đất nước. Cha hắn mặc dù nghiêm khắc nhưng việc nào làm cũng đều là mục đích muốn hắn lên người, muốn hắn chăm chỉ tập luyện hơn. Chỉ tiếc là mọi thứ cũng đều chỉ là quá khứ xa vời. Phó chỉ huy sứ an ủi hắn rồi bảo hắn quỳ xuống trước thi hài của Viên Tiếu Chi lần cuối để chào tạm biệt. Nhưng Viên Tiểu Đường lại một mực không quỳ, hắn biết đây không phải thi thể của cha hắn vẫn chưa chết. Chỉ huy sứ chưa hoàn thành nhiệm vụ sao có thể bỏ mạng được cơ chứ, hắn nhất định phải đi tìm cha hắn về. Thạch Nghiên Sơn tỉnh dậy trong thanh lâu bị đám người từ sơn phát hiện. Lại còn bị Hoa Đạo Thường lấy đi lệnh bài khiến hắn rơi vào tình thế khốn đốn như thế này, còn bị buộc tội là thông đồng với đạo tặc giúp hắn trốn thoát nữa. Lần này xem ra muốn thoát tội cũng khó. Phương Vũ Đình đuổi theo Viên Tiểu Đường, hắn nói cha hắn chưa chết thì là chưa chết, nếu muốn đi tìm thì cả hai cùng đi tìm. Nàng ôm chặt lấy hắn rồi khóc nức nở. Nếu năm xưa chỉ huy sứ không cưu mang nàng thì e rằng bây giờ không biết bản thân sẽ trôi giạt về đâu, ơn dưỡng dục này nàng nhất định phải báo đáp. Khung cảnh đang rất lãng mạn thì có một tên cai ngục chạy tới phá vỡ đoạn tình cảm cao trào của hai người. Tên này hoảng hốt kể lại câu chuyện đêm qua, lúc mọi thứ náo loạn vì đạo tặc thì cũng có một tên đạo tặc khác trốn thoát. Cái này không ai khác chính là tên Phạm Nhân Mù đã từng dạy cho Viên Tiểu Đường vài chiêu võ công. Người này vô cùng nguy hiểm, đích thân cha hắn bắt về và trông chừng đến nay cũng đã mấy năm rồi, không ngờ lại có cơ hội thuận lợi thoát thân. Tình hình này đúng là càng lúc càng phức tạp hơn, cha hắn hiện giờ sống chết không rõ, đạo tặc lại mỗi lúc hoành hành nhiều hơn. Nơi này rốt cục là ở đâu? Sao lại có nhiều bài vị tới như vậy? Minh Hòa Tăng lấy cuốn thiên thư trộm được ra dùng nội công tu luyện. Không ngờ rằng hắn đã phát giác được kẻ mặc y phục đen đang lén lút phía bên kia, búng tay một phát khiến kẻ đó ngã gục xuống đất. Tên áo đen giả thần giả quỷ kia đến báo cho gã, muốn sống thì anh ngoan ngoãn giao nộp thiên thư cho lầu chủ, nếu không, hậu quả thì cũng biết rồi đấy.
Minh Hòa Tăng chỉ cười nhếch mép rồi lệnh cho kẻ kia cút khỏi nơi này, hắn ta mà sợ cái gì chứ? Chuyển tới cảnh nhà lao của Từ Cấm Thành, không ngờ rằng lão phạm nhân mù có thể thành công trốn thoát khỏi nơi này dễ dàng tới như vậy. Viên Tiểu Đường và Phương Vũ Đình đang khám xét lại xem còn manh mối gì ở đây hay không, quả nhiên là phát hiện có mẩu xương cá trong ô khóa. Thì ra là lão đã có dự tính từ trước, Tiểu Đình cũng nhớ lại tên phạm nhân này do đích thân chỉ huy sứ áp giải về. Không tra khảo hay thẩm vấn, cứ như vậy đã ở đây 3 năm rồi. Ngoài ra năm 9 còn phát hiện thêm trên tường còn khắc 4 dòng chữ. Nếu nối những từ cuối của 4 câu này chính là ta ở quỷ nhai. Nghiễm nhiên tên phạm nhân kia để lại manh mối này chắc chắn là có dụng ý. Nhưng đường đến quỷ nhai chỉ là trong truyền thuyết, bọn họ làm sao biết được đây? Đột nhiên phía xa xa vòng lại tiếng nói rất quen thuộc, thì ra là Thạch Nghiên Sơn, hắn nói hắn biết quỷ nhai, đó cũng là nhà của hắn. Hoa Đạo Thường tức giận nói, thì ra tên Minh Hòa Tăng kia rõ ràng đang lừa dối, gì mà đạo thánh cơ chứ, rõ ràng là hắn có mưu đồ từ trước rồi. Có được thiên thư chẳng phải là có được thiên hạ rồi hay sao đây? Hoa Đạo Thường cũng thắc mắc không biết bảo vật lần này của Đoàn Vân trộm đạt thứ gì. Đoàn Vân chỉ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn vị công chúa đang ngồi ở bên kia. Hắn như này chẳng phải là trộm được bảo vật quý của Từ Cấm Thành hay sao đây? Hoàng đế tức giận ném hết đồ đạc vào người Vương Thông, tàng thư các bị đốt cháy, thiên thư bị lấy đi. Hôm đó tên đạo tặc Minh Hỏa Tăng còn xém chút thiêu cháy ái phi của hắn ta, nay lại còn thêm muội muội yêu quý của hắn là cửu công chúa biến mất. Chuyện mất mặt như vậy, hắn làm sao có thể hạ hỏa đây? Vương Thông tạ tội, hứa sẽ lấy công chuộc lại tội, chỉ là bây giờ chức chỉ huy sứ vẫn còn bỏ trống. Vương Thông hắn biết tự mình tư chất không đủ, không giỏi lãnh đạo bằng Lý Ưng đại nhân của Nam Chấn Phủ Ti, cho nên đã đề bạt hắn ta lên nhậm chức chỉ huy sứ, thống nhất Bắc Nam Chấn Phủ Ti. Không ngờ rằng hai tên này đã thông đồng với nhau từ trước, đúng mức tiểu nhân mà. Hoàng đế thấy sự tình hiện tại gấp gáp cho nên đã đồng ý. Ở ngoài cung, cựu công chúa đang sống rất vui vẻ, nàng cùng Đoàn Vân ngày ngày ngắm hoa đang trôi trên dòng nước. Đoàn Vân ôm eo nàng rồi nhảy lên một chiếc thuyền độc ở đó. Nam nhân bạch y chèo thuyền đưa nàng tới điểm cuối cùng của những chiếc hoa đang này xem. Đó cũng là nguyện vọng khi xuất cung của nàng. Khi nàng sống trong cung vẫn luôn tưởng rằng những chiếc hoa đang này sẽ trôi mãi tới một nơi rất xa chứ. Không ngờ rằng điểm dừng của nó chỉ ở đây, những chiếc khác sẽ dần dần chìm xuống dưới đáy sông. Đoàn Vân mỉm cười rồi nói, vậy thì chưa chắc. Thực ra đám hoa đăng này còn có một con đường khác nữa. Nếu không tin thì hắn sẽ đưa nàng tới đó. Quả nhiên nghe xong những lời đó, sắc mặt công chúa tươi vui hẳn lên. Ở phía trong ngục, Thạch Nghiên Sơn bị tên Từ Sán đó, trói treo lên sợi dây thừng cho lùng lẳng. Và lại hắn cũng chỉ mặc có một chiếc quần đùi khiến Phương Côn Đường có chút ngại ngùng. Chuyện hắn biết quỷ nhai là thật, chỉ có điều lối vào quỷ nhai này chỉ xuất hiện trong đêm đen vào thời gian cầm đèn. Nếu không có người dẫn đường thì người bình thường chắc chắn sẽ không thể vào được. Ý của hắn chính là thả hắn ra khỏi đây, hắn sẽ dẫn hai người bọn họ đến đó. Viên Tiểu Đường bán tín bán nghi nhưng rồi cũng chấp nhận dẫn hắn thoát khỏi ngục lao, xui xẻo thay lại đụng mặt phải Từ Sán. May là Thạch Nghiên Sơn nhanh trí trốn nhanh trước khi bị phát hiện, Từ Sán ngông cuồng báo tin Viên Tứ Chi bây giờ không còn là chỉ huy sứ nữa mà có người khác lên thay thế rồi. Viên Tiểu Đường nghe xong tức giận vô cùng, cha hắn sống chết không rõ, sao bọn họ có thể làm như vậy cơ chứ? Viên Tiểu Đường không ngờ chức chỉ huy sứ lần này lại giao cho Lý Ưng. Cha hắn mới không có mặt bao lâu mà tình thế thay đổi tới như vậy, thực sự là đáng hận vô cùng. Ở trong thành, Thạch Nghiên Sơn cùng bạn Chí Cốt ghé vào một quán rượu nhỏ ven đường. Lần này hắn nhờ ơn trên mới thoát khỏi được chốn ngục lao đó. Chỉ có điều sao con phố này lại có chút gì đó kỳ lạ tới vậy? Tên kia cũng đành đáp, hôm đó không phải là chính tay Minh Hòa Tăng thiêu rụi cả một góc trong thành, mà lại còn nổi chết Kim Đạo Phật Viên Tiếu Chi hay sao? Kim Đạo Phật vốn là kẻ có võ công cao cường nhất thiên hạ. Người này chết rồi thực sự không biết là kẻ nào mới có thể trừng trị được Minh Hòa Tăng đây. Đạo tặc hoành hành, lòng dân hoang mang, không biết sự bình yên này còn được bao lâu. Còn Đoàn Vân thì hắn cũng không còn quan tâm tới chuyện này nữa rồi. Sống ngao du khắp nơi, Hoa Đạo Thường thì nhát gan, chắc lại đang trốn ở nơi nào đó hoặc là cao chạy xa bay rồi. Hoa Đạo Thường từ nãy tới giờ đều nghe không sót một chữ nào. Hắn ta tức giận làm rơi cái chén lưu ly trộm được của Hoàng đế, khiến cho Thạch Nghiên Sơn nghi hoặc. May nhờ vào tài năng biến hóa khôn lường nên đã nhanh chóng cải trang thành tên ăn mày, may mắn là không bị phát hiện như lần trước. Quay trở lại với Từ Đường của Bắc Chấn Tỳ Phủ, Viên Tiểu Đường và Từ Sán ẩu đả qua lại, chia làm hai phe định xuất chiến với nhau. Lý Ưng cười mỉa mai, không ngờ Bắc Chấn Tỳ Phủ lại hỗn loạn khi không có Viên Tiếu Chi như thế này sao. Nói rồi hắn hạ lệnh áp giải Viên Tiểu Đường và Từ Sán lên trừng phạt vì tội gây rối. Viên Tiểu Đường vì không phục nên đã bị Lý Ưng buộc cởi bỏ phi ngư phục và đuổi khỏi Bắc Chấn Tỳ Phủ mãi mãi. Viên Tiểu Đường ghé một tiệm nước tức giận đập mạnh xuống bàn, thật là khốn khiếp mà. Thạch Nghiên Sơn cũng có mặt ở đó liền nhanh chóng lại bắt chuyện nhưng lại bị hắn tức giận quát là kẻ phiền phức.
Kể ra thì Tiểu Đường cũng đáng thương thật, cha mất, chức phụ mất, giờ cũng không có nhà để về, người bạn chí cốt của hắn lại đang tiếp tay cho tên Lý Ưng kia. Thạch Nghiên Sơn nhanh chóng nói đỡ cho Phương cô nương, cô ấy chắc chắn có nỗi khổ tâm của riêng mình, hắn không nên nóng giận như vậy. Hôm nay lão Thạch hắn còn mang tới cho người anh em tốt Tiểu Đường một tin mật rất quan trọng. Hôm nay ở Quỷ Nhai sẽ xuất hiện một nhân vật lớn, cái này chắc chắn có liên quan tới Tam Đạo, đặc biệt là Minh Hỏa Tăng. Nếu bắt được bọn chúng, chắc chắn sẽ có thể rửa được mối thù này. Lý Ưng thực ra muốn giao cho Phương Vũ Đình nhiệm vụ đó là tra xét ngọn nguồn lai lịch của Tam Đạo này. Lần trước bọn họ thành công đột nhập, chắc chắn là có kẻ đứng đằng sau chống lưng ưng biến. Lần này Lý Ưng hắn là đang muốn thăm dò xem Phương Vũ Đình này có thực sự quy phục hắn hay chưa. Hoa Đạo Thường muốn trốn thoát khỏi nơi này nhưng khổ nỗi đám quan sai của Lý Ưng bây giờ canh giữ nghiêm ngặt. Lại còn thêm cả Thạch Nghiên Sơn và Viên Tiểu Đường cũng đang ở đây nữa chứ, khó khăn lại chồng chất khó khăn cho Hoa Đạo Thường rồi. Hắn nhìn thấy chiếc xe bán phấn gần đó đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay. Quả nhiên là hắn hóa trang thành một ông lão bán phấn, nhưng mà tên đứng đầu trong đám bọn họ bản tính đa nghi, không những không cho hắn thông qua mà còn ý định bắt lại. May thay có Thạch Nghiên Sơn làm bia đỡ đạn, hắn lại thành công tẩu thoát. Viên Tiểu Đường từ trước tới giờ nhìn thấy ngứa tay gai mắt, bây giờ mới dám động thủ, không ngờ rằng lại bị bọn chúng hợp lại đánh cho nhiều xương. May là Thạch Nghiên Sơn kia nghĩ ra cách giúp hắn thoát khỏi sổ sinh tử của Diêm Vương gia. Đúng thật là cha hắn không còn, địa vị của hắn đương nhiên sẽ chẳng được ai xem trọng nữa, cũng chẳng có ai có thể bảo vệ hắn sau này nữa. Phương Vũ Đình phụng mệnh điều tra danh tính của Tam Đạo nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu vết gì. Minh Hòa Tăng thì giết người cướp của, Hòa Đạo Thường thì chỉ thích bảo vật với những tiểu thiếu niên trẻ trung, còn Bạch Y Đoàn Vân vốn chẳng có gì xấu, hắn là kẻ học rộng hiểu nhiều, hành hiệp trượng nghĩa. Có lần ăn trộm cuốn sách của một vị, mấy ngày sau đó đọc xong liền trả lại, còn để lại một lời nhắn, đây không phải là sách thật, khiến cho vị kia tức giận mấy ngày. Phương Vũ Đình cảm thấy chuyện này không ổn nên đã quyết định tới chỗ xảy ra vụ nổ điều tra lại một lần nữa. Vương Thông đưa cho Phương Vũ Đình thanh kiếm của Viên Tiếu Chi nhờ đưa hội cho Viên Tiểu Đường, còn dặn dò bảo hắn hãy về nhà đi. Đoàn Vân và Cửu Công Chúa đuổi theo đám hoa đăng đang trôi dòng nước kia, đột nhiên phía xa có ám khí bay thẳng tới chiếc thuyền của họ. Anh chỉ tung vài chiêu thức đã đánh gục được đám thích khách. Kẻ cầm đầu nhanh chóng nói chủ nhân của bọn họ có lời mời hắn tới làm khách. Nghe vậy Đoàn Vân nhếch miệng cười rồi nói hắn từ lâu đã biết bọn họ chính là người của Tàn Nguyện lâu chủ rồi. Hà cớ gì phải thân bí tới như vậy làm gì? Lời mời làm khách đó vài ngày nữa hắn sẽ tới. Nói xong liền đưa tiểu công chúa rời khỏi nơi này. Viên Tiểu Đường và Thạch Nghiên Sơn bị đám người của Nam Chấn Phủ Ti chặn không cho vào. May mắn thay gặp được Vũ Đình cô nương đang làm nhiệm vụ nên đi tới được nơi xảy ra vụ nổ. Phương Vũ Đình cũng không quên nhiệm vụ giao lại kỷ vật của cha Tiểu Đường lại cho hắn, hy vọng rằng hắn sẽ nhanh chóng trở về nhà. Vốn dĩ Viên Tiểu Đường trong lòng cứ áy náy chuyện Phương Vũ Đình tiếp tay cho Lý Ưng, cho nên cả hai người đã xảy ra tranh cãi. Tiểu cô nương tức giận bỏ về trước. Viên Tiểu Đường cùng Thạch Nghiên Sơn trở về nhà, nhưng gọi Phúc Bá ra mở cửa rất nhiều lần vẫn không thấy động tĩnh gì. Trong lòng dấy lên sự đa nghi, rõ ràng là có điều gì đó không đúng ở đây. Bọn họ tìm cách trèo tường vào, quả nhiên phát hiện thấy Phúc Bá đang bị trói trước cửa nhà. Viên Tiểu Đường nhanh chóng chạy tới xem, suýt chút nữa đi gặp Diêm Vương vì ăn hai cái phi tiêu của thích khách. Bọn thích khách này rốt cuộc là ai đây? Tiểu Đường lấy một địch ba, phe này e là nam chính của chúng ta sắp không qua được. Thạch Nghiên Sơn kia thân còn không lo nổi, lấy gì mà trợ giúp cho hắn đây? Cũng may bọn chúng đột nhiên rút chạy. Thạch Nghiên Sơn ban nãy là mất hình tượng quá nên đành lấy lại hình tượng bằng cách đuổi theo đám thích khách áo đen. Không ngờ xui xẻo sau lại gặp phải Từ Sán đang đi tuần tra nên hắn đành phải rút về. Thư phòng của Viên Tiếu Chi bị lục lọi khắp mọi nơi, không biết bọn chúng muốn tìm là thứ gì đây. Viên Tiểu Đường đặt thanh đao của Viên Tiếu Chi xuống khởi động cơ quan đi vào mật thất. Mật thất này vốn dĩ lúc trà hắn còn ở, tuyệt nhiên hắn không được bước chân vào rồi. Đi một đoạn đường dài cũng đến được căn phòng bí mật, Viên Tiểu Đường phát hiện cuốn sách ông đang đọc dở dàng. Trong đây ghi lại những vụ án của các quan lớn trong triều đình. Ngoài ra những cái chết này đều rất bất ngờ, như là té ngựa mà chết hay đang ân ái cũng chết. Quá nhiều cái chết bất ngờ sẽ dẫn tới rất khả nghi. Thạch Nghiên Sơn này vốn nhiều chuyện, miệng mồm nhanh nhạy cho nên chuyện này khoan nói cho hắn biết đã. Bọn họ rời đi Viên gia tiếp tục hành trình kế tiếp, không ngờ trên đường đi lại đụng phải đám người Từ Sán. Thạch Nghiên Sơn hoảng sợ vội vàng leo lên cây ẩn nấp. Hắn thực lòng không muốn phải trở về lại cái lao ngục của Bắc Chấn Phủ Tì. Nhưng xui xẻo thay, trốn Từ Sán thì lại đụng độ Hoa Đạo Thường ở trên này. Cô ta dùng dao uy hiếp, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Hoa Đạo Thường ra lệnh cho Viên Tiểu Đường, nếu lên tiếng thì người anh em tốt này của hắn sẽ đi chầu tổ tiên. Quả nhiên là đám người Từ Sán đang vây bắt gã. Phía trên này, hai người bọn họ đang tranh đấu với nhau.
Thạch Nghiên Sơn xém xíu rớt xuống dưới, may mà có Hoa Đạo Thường kéo tay lại, nhưng hắn lại bỉ ổi dùng nỏ thần bắn vào hoa dao, khiến cô nàng tức giận đá một cái văng xuống dưới mặt đất. Ở dưới này, Viên Tiểu Đường muốn cô ta khai ra chỗ ở của Minh Hòa Tăng, nhưng cô dĩ nhiên đâu có dễ gì khai. Thế là cả ba người đánh nhau kịch liệt. Một hồi sau, bọn quan sai tuần tra quay trở lại nhìn thấy liền nhanh chóng truy đuổi. Viên Tiểu Đường cùng hai người kiếm được một chỗ trốn. Đám người của Từ Sán cũng vừa kịp tới. Sau một hồi lùng xét không thấy dấu vết liền bỏ đi tới kỹ viện uống rượu. Hoa Đạo Thường không muốn gặp rắc rối nên đành nói ra bản thân cô cũng đang đi tìm Minh Hòa Tăng. Hắn cả gan dám mượn danh đạo thánh gì đó để dụ mình và Đoàn Vân bị đổ vỏ, khiến họ bị truy bắt khắp nơi. Bây giờ trong thành truy soát gắt gao, muốn ra được ngoài thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Minh Hòa Tăng chỉ có một cách, đó là đi qua sông Hoàng Tuyền mà thôi. Thạch Nghiên Sơn nghe xong liền la lên, đó không phải là bến tàu đen của quỷ nhai sao? Hoa Đạo Thường nghe xong liền vỗ vai của hắn đọc hai câu. Bên này Thạch Nghiên Sơn cũng nhanh chóng đáp lại. Nghe xong, cô ta mỉm cười, thì ra hắn là phe ta. Trước khi rời đi còn để lại lời hẹn gặp. Trước khi trời tối, Khó Thóc mới thành Đông Bắc. Thạch Nghiên Sơn cùng Viên Tiểu Đường cùng nhau tương kế tự kế. Ai biết được con hồ ly kia sẽ giở trò gì đây? Dù gì thì quỷ nhai cũng là nhà của hắn mà. Phùng Vũ Đình nhanh chóng đi tới nhà kho của Nam Chấn Vũ Ti để điều tra vụ thuốc nổ. Không ngờ lại bị đám cảnh gác chặn cửa nên nàng đành leo lên cửa sổ vào vậy. Lục tìm khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy được thứ cần tìm. Trong cuốn sổ này có viết, chỉ trong 3 tháng mà lượng thuốc nổ lớn như vậy được chuyển vào thành, đây quả là đáng nghi ngờ mà. Vừa hay định tẩu thoát thì bị phát hiện, nàng hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nhớ lại chiêu thức mị hoặc của thiên diện Hồ Hoa Đạo Thường nên liền lấy ra áp dụng với đám nam nhân này. Quả nhiên, vẫn là không qua được ải mỹ nhân. Cuối cùng, đám canh gác hiển nhiên bị ăn đấm của Phương Cô Nương rồi ngất đi. Chuyện lần này, e rằng họa ập tới đối với Phương Vũ Đình rồi, phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Đám canh cửa nhanh chóng báo tin cho Lý Ưng, không ngờ lần này Phương Vũ Đình lại cả gan dám đột nhập vào nhà kho của Nam Chấn Phủ Tì. Bản thân cô vốn chịu ơn dưỡng dục của Viên Tứ Chi, chuyện này chắc chắn không hề đơn giản đâu. Lý Ưng lập tức sai Từ Sán tra ra thân phận thật của Phương Vũ Đình hay bắt đầu từ thuộc hạ của cô ta biết. Từ Sán nhếch môi cười tuân mệnh đáp, bao năm qua hắn ta vẫn luôn bị thuộc hạ của Phương Vũ Đình cười nhạo. Giờ thì thời của hắn tới cản không kịp thật rồi. Cựu công chúa được Đoàn Vân đưa tới phố quỷ bằng đường sông. Đoàn Vân nhìn 9 cái đầu lân rồi suy ngẫm, quả là như vậy, hắn phi thân lên đạp vào mắt của đầu lân thứ tự là 2, 4, 8, 6. Đột nhiên, phía dưới mở ra đường đi. Không ngờ nơi này không những đáng sợ, âm u lại vô cùng lạnh lẽo. Đoàn Vân mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng. Có hắn ở đây, nàng nhất định sẽ an toàn. Hắc Ngọc bị Từ Sán hành hình, vết thương dớm máu chẳng chịt trên cơ thể nàng. Nhưng nàng vẫn một mực không chịu khai ra điều gì. Tưởng rằng hắn ta tra tấn như vậy có thể khuất phục được ý chí kiên cường của nàng hay sao? Từ Sán mỉm cười đầy đê tiện rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ lôi muội muội của cô tới, làm nhục tiểu cô nương yếu đuối. Hắc Ngọc đau đớn nguyền rủa tên khốn khiếp này, chắc chắn sẽ không được chết toàn thây đâu. Từ Sán mặc lại y phục hẳn hoi rồi thỏa mãn bước ra khỏi lao ngục. Không ngờ rằng Phương Vũ Đình chỉ là tên giả khi Viên Tứ Chi nhận nuôi, họ thật của cô ta là họ Phó, còn họ Phương là lấy theo họ mẹ mà thôi. Viên Tiểu Chi đó giờ làm chuyện gì cũng đều có mục đích cả, cho nên chuyện lần này hắn cũng gặt hái được vài manh mối quan trọng rồi. Còn về phần Phương Vũ Đình, cô cũng chạy tới một nơi vô cùng kỳ lạ, sờ mó trên tường mãi nhưng vẫn không thể tìm thấy được mật đạo đi vào. Loay hoay một hồi, chính bản thân bước vào phố quỷ từ lúc nào không hay biết. Vừa lúc gặp bọn canh cửa của phố quỷ, bọn chúng đều là gỗ không phải là người, đương nhiên khó đối phó hơn nhiều. Và lại phố quỷ cũng không đón tiếp quan sai, nên lần này Phương Vũ Đình gặp xui rồi. Bị bọn chúng làm cho bị thương nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Phương Vũ Đình may mắn được Tiểu Đường kịp thời cứu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Hắn nắm tay cô bỏ chạy khỏi nơi đó, đến một góc tường rồi ép nàng vào trong. Tư thế hai người này chẳng phải là quá ám muội hay sao đây? Đột nhiên, Viên Tiểu Đường hôn lên môi của Phương Tiểu Cô Nương khiến cô một phen kinh ngạc. Hắn đây là có ý gì? Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi Viên Tiểu Đường hắn dường như đã cho cô uống một loại thuốc gì đó, khiến thần trí cô bắt đầu không thể kiểm soát được. Tên kia không phải là Viên Tiểu Đường, mà hắn chính là Hoa Đạo Thường biến thành. Viên Tiểu Đường thật lúc này cũng vừa kịp lúc chạy tới, cõng nàng thoát khỏi binh đoàn của phố quỷ kia. Bọn họ chạy tới đâu bức tường cũng đều chuyển động chắn hết lối thoát. May mắn thay có một lối đi, xem như ông trời còn thương bọn họ. Chỉ có điều, thay vì gặp vài ba con lẻ tẻ thì giờ đây, đám người Tiểu Đường lại gặp phải một con quỷ gỗ to gấp mười mấy lần mấy con kia. Và đương nhiên, nó còn khó đối phó hơn đám lâu la kia. Bọn họ đồng loạt tấn công các chân của con quái vật gỗ nhưng bất thành,
bọn chúng không những không hề hấn gì mà còn hung hăng hơn trước. Phương Vũ Đình nhớ lại ban nãy Hoa Đạo Thường phóng ám khí vào đầu của người gỗ. Chính là như vậy, điểm yếu của nó chính là phần đầu. Nhưng nói thì dễ, hành động thì khó. Dù có dùng đủ mọi cách, nhưng cô vẫn không thể nào tiếp cận được điểm yếu đó. May mắn thay có Thạch Nghiên Sơn cùng Hoa Đạo Thường tới ứng cứu. Chỉ với ba chiếc ám khí của Hoa Gia cũng khiến cho con quái vật gỗ siêu to khổng lồ bị đánh bại. Bạch Y Đoàn Vân dẫn Chu Diên Kỳ ghé vào một quán ăn ven đường. Tiểu công chúa xem gương mặt hớn hở như vậy, chứng tỏ rằng cô nàng đang rất thích thú với nơi này, nhất là đối với các món ăn. Chỉ tiếc là nơi này quá quỷ quái, công chúa vẫn không nên ở lại lâu. Sở tốt đã điểm, nơi này đột nhiên trở nên khác biệt. Đúng như tên gọi phố quỷ, kẻ nào kẻ nấy đều rất quỷ dị. Bọn họ từ nãy tới giờ đã chú ý tới cửu công chúa, chỉ là chưa thích hợp để hành động mà thôi. Bạch Y Đoàn Vân nhanh chóng dẫn nàng chạy trốn khỏi sự truy sát của bọn người kia. Về phần của Viên Tiểu Đường và Phương Vũ Đình thì thành công đi vào phố quỷ. Nơi này vốn không hoan nghênh quan sai ghé thăm, hàng năm ở đây buôn bán đều không bị quan lại triều đình thu thuế, cho nên nơi này mới tập hợp nhiều hạng người tới như vậy. Thạch Nghiên Sơn dẫn bọn họ đi tham quan nơi này, khám phá, mở mang tầm mắt. Hoa Đạo Thường còn có việc nên cáo từ trước, hẹn tối nay gặp tại Bến Hoàng Tuyền. Thạch Nghiên Sơn đang nghi đi theo nàng ta, còn hai người kia thì bị lạc tới một con hẻm. Dường như Phương Vũ Đình đã phát hiện ra có kẻ đang theo dõi nên liền dặn dò Tiểu Đường nhất định phải cẩn thận. Thì ra là đám tiểu quỷ điều khiển con rối gỗ kia, dám cả gan hù dọa bọn người Tiểu Đường, thật là đáng ghét mà. Viên Tiểu Đường cùng Phương Vũ Đình nhanh chóng đuổi theo, phát hiện ra một tên to béo đang chửi bới một tên ốm yếu, còn giao cho hắn nhiệm vụ giao món đồ trong hộp. Hai người bọn họ đi theo tên kia, không hiểu sao lại quay về chỗ ban đầu, đành phải chui vào đường nhà xí theo cách của Thạch Nghiên Sơn để vào lại quỷ nhai vậy. Không ngờ lối vào của phố quỷ lại ẩn giấu câu trả lời cho những thắc mắc của Tiểu Đường và Tiểu Đình. Chỉ là bọn họ bất cẩn sập vào cái bẫy của bọn chúng. Đám người canh giữ nhanh chóng bắt bọn họ đến gặp ông chủ của bọn chúng. Vì nam chính nhất quyết không chịu khai tên kẻ dẫn hai người bọn họ tới đây, cho nên lão ta cho Tiểu Đường ăn thứ kinh khủng nhất của lão là mù tạt địa ngục hoàn. Quả nhiên là thứ đồ ăn này còn thua xa gấp vạn lần thứ đồ ăn mà Tiểu Đình nấu cho hắn ăn. Đồ kinh khủng như thế này xem là quá nhẹ rồi. Tiết Hán nhìn thấy thanh đao của Viên Tứ Chi liền tra ngay danh tính của Viên Tiểu Đường. Thì ra là lão ta bái phục Kim Đạo Phật từ lâu rồi, nhưng người mà lão kính phục nhất là ông nội của cậu, Viên Bân. Nói rồi, lão dặn dò hai người bọn họ phải cẩn thận. Con đường tới Vạn Quỷ Lâu vô cùng khó khăn, còn đưa cho bọn họ chiếc đồng xu màu đỏ quỷ dị này nữa. Nếu có chiếc đồng xu này, bọn họ có thể tự do ra vào nơi phố quỷ này, còn không, e rằng tính mạng khó bảo toàn. Phương Vũ Đình bị đám tiểu quỷ xô ngã vào người của Viên Tiểu Đường. Đồng xu cũng rơi ra bị bọn chúng cướp mất. Viên Tiểu Đường sau khi hôn con gái nhà người ta, gương mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn kéo cô nàng đuổi theo đám nhóc quỷ kia. Không khí âm mưu bao quanh một tòa thành rộng lớn, dưới ánh trăng đầy huyền bí, kẻ trong giang hồ thường gọi nơi này là Vạn Quỷ Lâu, nơi chuyên đấu giá những món hàng quý giá, những bảo vật hiếm có khó tìm. Thiên Diện Hồ Hoa Đạo Thường vừa hay lấy được chén cửu long của Hoàng đế Đại Minh nên muốn nhân ngày hôm nay đem ra Vạn Quỷ Lâu này đấu giá, khởi điểm là 3.000 lượng. Quả nhiên, đám người phía dưới vừa nghe xong liền trả giá gấp 2, gấp 3, gấp 4. Có người còn trả lên tới 30.000 lượng, mà kẻ này không ai khác chính là Thạch Nghiên Sơn. Hắn ta rõ ràng là chạy tới phá đám công việc của Hoa Đạo Thường cô ta mà. Không ngờ chỉ dựa vào vài lời lẻo mép bịa đặt về lịch sử của chiếc cốc cửu long này có liên quan tới một vụ án oan của một tướng quân thời xưa mà đám người kia đã tin sái cổ, trả giá gấp 10 lần ban nãy. Thạch Nghiên Sơn mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai Thiên Diện Hồ, vụ này chia đôi nhé. Không ngờ tên này ngoài bị ổi ra còn có tay lừa đảo khiến nàng ta phải khâm phục. Viên Tiểu Đường và Phương Vũ Đình chạy đuổi theo đám tiểu quỷ, không ngờ lại đến được nơi này. Trên tấm bảng có khắc ba chữ, cầu nại hà. Tiểu Đình đang còn lưỡng lự không biết có nên đi tiếp hay không thì nam chính của chúng ta không ngần ngại chạy thẳng vào trong đó. Quả nhiên, nơi này âm u tới đáng sợ, đằng trước còn có một tòa thành cực kỳ to lớn. Vốn định tiến vào nhưng lại bị đám đầu trâu mặt ngựa từ đầu sông ra ngăn cản. Không những thế còn có cả mạnh bà và phán quan. Những người này tuyệt nhiên không phải kẻ tầm thường dễ đối phó. Quay trở lại với Vạn Quỷ Lâu, Thạch Nghiên Sơn nghe tới con số 10 vạn lượng liền nhanh chóng chốt sổ. Tưởng chừng cuộc giao dịch của hai người sẽ thành công mỹ mãn thì quỷ lão đại của quỷ Vạn Lâu bước ra ngăn cản. Thiên Diện Hồ nằm trong tam đạo vì chúc hiệu đạo thánh mà phóng hỏa giết chết lãnh diện Kim Đạo Phật, làm tổn hại tới một nhân tài của đất nước, vậy mà còn ở đây ngang nhiên đem đồ ăn trộm được giao bán. Nói xong quỷ lão đại đập vỡ cốc cửu long. Quả nhiên là hàng giả khiến đám người phía dưới một phen náo loạn. À ta định bụng sẽ tẩu thoát nhưng không ngờ vẫn là bị dây xích của quỷ lão đại trói lại. Cả hai người bọn họ, một kẻ lừa đảo, một kẻ bị triều đình truy nã, cuối cùng vẫn là bị tóm gọn một mẻ.
Viên Tiểu Đường cùng đám người canh gác của Vạn Quỷ Lâu đánh nhau rất kịch liệt, bọn họ quả nhiên không phải kẻ tầm thường dễ đối phó. Đột nhiên trên trời xuất hiện một thứ kỳ lạ khiến đám người Mạnh Bà mất cảnh giác. Nhân cơ hội đó, hai người chạy thẳng vào trong Vạn Quỷ Lâu, vừa hay chạm mặt với Minh Hỏa Tăng đang chuẩn bị tẩu thoát. Phường Vũ Đình bị đám đầu trâu mặt ngựa chặn lại, còn Viên Tiểu Đường xông lên một đấu một với Minh Hỏa Tăng. Món nợ này hắn nhất định phải trả lại. Minh Hỏa Tăng cũng không phải dạng vừa, sức mạnh của hắn ta ai ai mà chẳng biết, cho nên Viên Tiểu Đường hoàn toàn không phải đối thủ. Quỷ Lão Đại thấy tình thế thay đổi liền nhanh chóng trói Viên Tiểu Đường bằng dây xích, còn Minh Hỏa Tăng thì nhàn nhã thoát khỏi đó. Viên Tiểu Đường tức giận tra hỏi lão, chính lão có phải là kẻ tiếp tay cho Minh Hỏa Tăng vụ thuốc pháo kia không? Quỷ Lão Đại nhìn thấy chiêu thức địa thử thập tam thức mà cậu vừa xuất chiêu liền dấy lên nghi vấn trong lòng, hỏi ngược lại nam chính của chúng ta. Chiêu thức này rốt cuộc hắn là học từ ai? Đột nhiên một giọng nói quỷ dị vang lên và vỡ bầu không khí ngột ngạt. Kẻ này không ai khác chính là lão mù đã dạy võ công cho Tiểu Đường. Thân phận của hắn rốt cuộc lớn như thế nào mà đến Quỷ Lão Đại còn phải dè chừng? Thì ra ông ta chính là một trong tứ hiệp tề danh cùng với lãnh diện kim đạo Phật năm đó, Đông Hải Quân Ngư Công, Nhậm Bình Sinh tiền bối, ông chủ lớn của quỷ nhai. Ngoài ra Hoa Đạo Thường còn gọi hắn hai tiếng sư thúc đầy tôn kính. Nhắc đến địa thử thập tam thức là do một vị kỳ tài võ học tiền triều sáng tạo ra. Chỉ chuyện muốn cầu thắng trong việc yếu thắng mạnh thua, chỉ đáng tiếc là sau này bị một vài tên bại hoại trong võ lâm mô phỏng dẫn tới hủy hoại danh tiếng. Còn chuyện thuốc pháo đều là hiểu lầm cả thôi, nếu không có Quỷ Lão Đại phát hiện ra chỗ thuốc pháo khổng lồ đó, đem cất giấu ở nơi này thì e rằng nửa cái kinh thành e là đã bị Minh Hỏa Tăng thiêu rụi. Đang bàn chuyện thì mọi thứ ở đây đột ngột xung chuyển, một tên cấp dưới hớt hải chạy vào báo cáo. Cầm Y Vệ đã xông vào phố quỷ, lần này Lý Ưng cố tình mượn cớ phố quỷ che giấu tội phạm để thanh tẩy nơi này. Cầm Y Vệ lần này là muốn tuyên chiến với phố quỷ hay sao? Quỷ Lão Đại ra lệnh cho đám người Mạnh Bà cùng ba người còn lại sơ tán những người trong phố tới nơi an toàn. Nhậm Bình Sinh cũng đưa đám trẻ ra khỏi nơi này an toàn. Cả gan dám xông vào lãnh địa của phố quỷ, những kẻ này lão ta phải cho nếm thử mùi của địa trận nơi này thôi. Nhậm Bình Sinh đưa cho Hoa Đạo Thường một chiếc chìa khóa, nó có thể mở được mật đạo dưới đập nước, trang bị thiết phù đồ tinh vi, hơn nữa lại còn có hỏa khí, bị tấn công là chuyện sớm muộn, cho nên dặn bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây. Viên Tiểu Đường không muốn đi, hắn muốn bắt Minh Hỏa Tăng, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành sao hắn có thể hèn nhát trốn chạy được cơ chứ? Phương Vũ Đình nắm lấy tay hắn rồi nói, muốn đi thì cô sẽ cùng đi với hắn. Hoa Đạo Thường cùng Thạch Nghiên Sơn nhanh chóng cáo biệt hai người. Ông chủ của cửa tiệm lúc nãy đột ngột chèo thuyền tới báo cho Viên Tiểu Đường một tin vui, rằng hắn có manh mối của Viên Tiếu Chi. Chính là mảnh vải này, cha của Viên Tiểu Đường hiện giờ đang ở bến tàu, muốn đi tới đó nhất định phải cẩn thận. Nhậm Bình Sinh sai chú chuột Phi Khanh dẫn đường cho Tiểu Đường. Nhắc mới nhớ, chú chuột tinh siêu to khổng lồ mà tên cai ngục thấy ở mấy tập trước thì ra là sủng vật của Nhậm tiền bối. Cầm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Tì hết gặp phải cái bẫy này cho tới cái bẫy khác mà Quỷ Lão Đại của phố quỷ dựng nên. Lần này bọn họ phải đối mặt với thứ còn đáng sợ hơn rất nhiều, đó chính là con rối gỗ khổng lồ do đám tiểu quỷ điều khiển. Do bị hỏng hóc trong trận giao chiến lần trước cho nên lần này con rối gỗ nhanh chóng bị đám người Cầm Y Vệ đánh bại. Từ sáng từ nãy tới giờ đã cay vụ đám nhóc này, giam mắng hắn là kẻ ẻo lả vô dụng. Thôi thì một đao này sẽ khiến chúng làm lại kiếp người khác vậy. May mắn Viên Tiểu Đường chạy lại ứng cứu đám tiểu quỷ kịp thời. Giữa thanh thiên bạch nhật, ăn hiếp đám trẻ con thì còn ra thể thống gì nữa. Dứt cầu, nam chính của chúng ta đánh cho tên khốn Từ Sán một trận nhược tử. Phi Khanh cũng không phải dạng vừa, nhào vào Từ Sán cắn xé nửa mặt của hắn, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Viên Tiểu Đường vội vã báo tin cho các huynh đệ rằng cha hắn Viên Tiếu Chi vẫn còn sống. Hiện tại thì tình thế rất nguy hiểm, người của Nam Trấn Phủ Tì sắp tới rồi, dặn dò Tiểu Đường mau rời khỏi đây, chỗ này cứ để bọn họ lo liệu. Tiểu Đường cáo biệt rồi cùng Phương Vũ Đình nhanh chóng rời khỏi. Hoa Đào Thường cùng Thạch Nghiên Sơn đi vào một mật đạo của phố quỷ. Nghe theo lời của sư thúc, nàng đưa chiếc chìa khóa vào trong nhưng mọi thứ vẫn không chuyển động gì cả. Chắc chắn cần phải làm thứ gì đó mới có thể khởi động được cơ quan. Hoa Tì Tì ấn vào một ô vuông làm cơ quan bị khởi động, hàng loạt ám khí bay ra nhắm vào bọn họ. May mắn là Thạch Nghiên Sơn nhanh trí cứu Hoa Đạo Thường một mạng, nhưng mà tư thế này của hai người có phải là quá muội hay không đây? Thạch công tử vì muốn thể hiện trước mặt mỹ nhân đã ấn nhầm và khởi động thêm cơ quan khiến đám người bọn họ bị rơi xuống. Đám người đầu trâu mặt ngựa bị Lý Ưng đánh cho trọng thương, Quỷ Lão Đại tới ứng cứu. Lý Ưng một chọi một với Quỷ Lão Đại, cuối cùng vẫn là bại dưới cây súng của hắn. Quỷ Lão Đại chết, Nhậm Bình Sinh vừa hay đến kịp, cứu thoát bốn mạng người, biến mất trong làn khói. Lý Ưng ra lệnh cho đám binh lính đốt sạch phố quỷ, đầu tiên là Vạn Quỷ Lâu. Cầm Y Vệ tàn sát người của phố quỷ, gặp ai đều bắn chết.
đám người Tiết Hỗn cũng không thoát khỏi sự truy sát này. Hắn sống là người của quỷ nhai, chết cũng là ma của quỷ nhai, nhất định không chịu khuất phục. Lý Ưng tức giận, nếu đã muốn như vậy thì hắn cũng đành cho hắn toại nguyện vậy. Tiểu công chúa sau khi tạm biệt Đoàn đại ca liền nhanh chóng đi đến cứu cho Tiết Hỗn một mạng. Nàng nói với Lý Ưng, nàng chơi chán rồi, muốn bọn họ dừng lại việc lạm sát, mau mau hồi cung. Đương nhiên, Lý Ưng tuân mệnh không dám cãi lại. Còn về phần Viên Tiểu Đường, hắn đã đến muộn, chiếc thuyền chở cha hắn đã đi xa rồi. Cậu đau thấu xương tủy nhảy xuống sông quyết bơi theo chiếc thuyền. Nhớ lại những lời cha dạy, nhớ lại khoảng thời gian chán vẫn luôn bảo vệ hắn. Cho nên lần này, hắn nhất định phải tìm được Viên Tiếu Chi, không thể bỏ lỡ thêm phút giây nào nữa. Thạch Nghiên Sơn và Hoa Đạo Thường may mắn thoát chết, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi quỷ phố, chỉ là Thạch Nghiên Sơn ám khí ban nãy làm bị thương. Sau khi được Hoa Đạo Thường chữa trị vết thương, hắn có chút động lòng đành tha cho nàng lần này. Nếu như có lần sau gặp lại, nhất định sẽ không để tuột tay 1.000 lượng này nữa đâu. Hoa Đạo Thường mỉm cười rời đi, trước khi rời đi còn để lại cốc cửu long, thuốc trị thương và chiếc phi tiêu mà mấy tập trước Thạch công tử muốn có được. Trên đường hồi cung, cửu công chúa bị Minh Hỏa Tăng chặn đường bắt đi. Minh Hỏa Tăng vác công chúa đi tới một tiệm nước hẻo lánh không bóng người qua lại. Tiểu công chúa tương kế tự kế, nói khát nước, muốn được uống nước, thực ra chỉ là cái cớ để nàng kêu cứu. Không ngờ rằng những người trong quán nước đều chết cả rồi, không một ai còn sống, gương mặt của bọn họ tái nhợt trông đáng sợ vô cùng. Đoàn Vân vẫn luôn theo dõi người trong suốt quá trình tiễn nàng về lại kinh đô. Không ngờ tên khốn Minh Hỏa Tăng này không những náo loạn kinh thành, giờ lại còn cả gan dám bắt tiểu công chúa đi. Nhưng lần này, đối thủ của Đoàn công tử không phải là hắn ta mà là vị cô nương này, tên của nàng là Tế Tuyết, thân thủ cao cường tới mức Bạch Y Đoàn Vân cũng không thể nhận ra. Đoàn Vân đuổi theo Minh Hỏa Tăng nhưng bị Tế Tuyết ngăn cản, hai người bọn họ đánh nhau quyết liệt. Ngoài ra Đoàn Vân còn biết rằng chính cô ta là kẻ đã giết chết sư phụ của Tàn Nguyện Lâu, mối thù này nhất định hắn phải trả lại cho bọn họ. Viên Tiểu Đường trong cơn mê man nhìn thấy bóng hình của mẹ hắn năm xưa, còn có Viên Tiếu Trì nữa. Bọn họ cứ như vậy mà định rời bỏ hắn lại một mình hay sao? Nhậm Bình Sinh đưa nam chính về một căn nhà sâu trong rừng để chữa trị. Vết thương cũng không có gì đáng ngại, chỉ là ngất đi do kiệt sức mà thôi. Nhớ năm đó, Phường Vũ Đình được Viên Tiếu Chi mang về nhận làm ái nữ, nàng cùng Viên Tiểu Đường trở thành đôi thanh mai trúc mã vô cùng đẹp. Hôm đó là Tết Trung Thu, hai chị em Hắc Ngọc chào tạm biệt Phường Vũ Đình rồi cùng nhau trở về nhà đoàn tụ đón Tết. Trời mưa mãi không ngừng, Viên Tiếu Chi mấy ngày trước đã cùng Viên Tiểu Đường đi ra ngoại thành phá án, nên giờ trong phủ chỉ còn một mình nàng cô đơn hiu quạnh. Tối hôm đó, Phúc Bá hớt hải chạy đến báo rằng Viên Tiểu Đường bị cha hắn giáo huấn nên tức giận quay trở về nhà. Hiện giờ không còn thấy ở trong phủ nữa nên lão rất lo lắng cho thiếu gia. Phường Vũ Đình nhanh chóng cùng Phúc Bá đi tìm hắn, nhưng vừa hay lại gặp phải Viên Tiếu Chi, không phải chỉ huy sứ đang đi phá án hay sao? Nếu để ông biết được con trai không lo kiểm điểm lại bản thân mà lại trốn ra ngoài, nhất định phạt nặng thêm cho mà xem. Thì sao hôm nay là ngày Tết Đoàn Viên, cũng là ngày giỗ của mẹ Tiểu Đường. Tiểu Đình lần đầu tiên thấy bóng dáng u sầu của chỉ huy sứ khi uống rượu rồi còn nói chuyện với cái cây cổ thụ kia. Một người lúc nào cũng nghiêm khắc lạnh lùng, lại cũng có những lúc yếu mềm tới như vậy. Cuối cùng cũng tìm thấy Viên Tiểu Đường, nàng và hắn cùng nhau trưởng thành, cho nên chỗ hắn hay tới nhất mỗi khi tâm trạng không ổn thường là nơi này. Viên Tiểu Đường kể rằng hắn vẫn chưa thể tha thứ cho cha. Nếu như năm đó ông ấy ngăn cản mẹ thì chắc chắn người cũng đâu có chết. Năm đó mẹ Tiểu Đường là một lang y giỏi, dịch bệnh hoành hành, bà chỉ có thể đưa Tiểu Đường đi lánh nạn, còn bản thân với tư cách là một thầy thuốc không cho phép trốn chạy. Cuối cùng vì tiếp xúc với người bệnh quá nhiều nên đã đổ bệnh mà ra đi. Mỗi lần hắn tới đây đều cảm thấy rất ấm áp, nhẹ lòng. Phương Vũ Đình mỉm cười hạnh phúc rồi kể cho Nhậm Bình Sinh nghe, cô coi họ như là người thân ruột thịt của mình vậy. Nhậm Bình Sinh cười lên đầy ẩn ý rồi đưa cho cô một bức thư. Chuyện thân thế của Tiểu Đình rồi sẽ có ngày không giấu được nữa, người thân của nàng thực sự đang chờ nàng về để cùng đoàn tụ. Nói xong lão ta liền biến mất, để lại một câu nhắn gửi. Nếu sau này cần nơi an toàn, đến đảo Linh Tê tìm tạm. Thạch Nghiên Sơn về lại phố quỷ, nơi này giờ đây trở thành đống hoang tàn, mà mấy đứa tiểu quỷ này, mặt đứa nào đứa nấy đều chỉ chít vết thương. Hắn nhớ lại những lời mà quỷ lão đại đã nói, ngoài ra còn giao cho hắn áo diệu cơ quan thuật của quỷ nhai với hy vọng sau này bọn chúng sẽ là người phục hưng lại phố quỷ một lần nữa. Trong lúc bất cần lơ là ăn uống no say mà chiếc thuyền chở thi thể của Viên Tiếu Chi đã gây ra sai lầm lớn để hắn trốn thoát lúc nào không hay. Phương Vũ Đình cầm bức thư của Nhậm Bình Sinh đưa cho mà đau lòng khóc nức nở. Thì ra gia tộc của nàng từng là đại công thần có công với thái tổ của nhà mình nhưng bị nghi oan nên đã đi tới bước đường cùng này. Hy vọng rằng nàng sẽ vì gia tộc mà phục thù rửa oan. Hoàng đế vô cùng tức giận việc Quý Ưng hộ xá cửu công chúa về cung nhưng không thành, ngoài ra làm rối loạn mọi việc nên đã cắt chức hắn. Từ nay Bắc Nam Trấn Phủ Ti đều do Vương Thông quản lý,
đời người mà, lên voi xuống chó cũng là chuyện thường thôi. Viên Tiểu Đường vừa tỉnh dậy đã liền gọi tên Tiểu Đình Tử. Thấy nàng khóc, hắn liền nhanh chóng hỏi thăm dỗ dành. Nếu ngày hôm đó không phải Phi Khanh kịp thời cứu mạng Tiểu Đường, thì e rằng hắn đã về chờ với tổ tiên rồi. Viên Tiểu Đường hối lỗi ôm nàng vào lòng an ủi nói, hứa rằng lần sau sẽ không liều mạng như vậy nữa. Bọn họ cùng nhau lên đường tìm tung tích của Viên Tiếu Chi. Vừa hay gặp được Định Viễn tướng quân đại danh Đỉnh Đỉnh Thích Thừa Quang, văn võ song toàn, gương mặt lại vô cùng anh tuấn. Hắn cũng chính là người được chọn để làm phò mã cho cửu công chúa. Viên Tiểu Đường được Thích Thừa Quang đưa về phủ làm thị vệ. Thương tình hắn giờ có nhà cũng chẳng thể về, cha hắn lại đang mất tích, nguy hiểm rình rập. Phương Vũ Đình nhìn bức khoái trước mặt, vị tướng quân kia có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, gần gũi đối với nàng. Đêm đó nàng quyết định vào xem một lần nữa thì bắt gặp Thích Thừa Quang ở đó. Hắn là dự đoán được kiểu gì Phương Vũ Đình cũng sẽ quay trở lại đây một lần nữa vì bức họa này. Người trên bức ảnh này chính là Phó Tướng Quân, vị cố nhân của Gia Gia Thích Thừa Quang. Năm xưa lập công lớn cho Đại Minh, nhưng vì trưởng tử bị đồn là kiêu ngạo, hống hách, không coi e ra gì nên hoàng đế rất tức giận. Phó Tướng Quân vì muốn chứng minh nên đã đem thủ cấp của con trai rồi tự kết liễu bản thân trước mặt hoàng đế. Đương nhiên là hắn vô cùng tức giận, ra lệnh đẩy cả gia tộc họ Phó ra ngoài biên cương. Không ngờ cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị kẻ khác nghe lén. Bọn này không ai khác chính là đám sát thủ của Tàn Nguyện Lâu. Cầm đầu là Tế Tuyết. Tế Tuyết chỉ mỉm cười rồi truyền lại lời cho thuộc hạ. Báo cho lâu chủ, người mà chúng ta tìm cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nói xong bọn họ biến mất. Thuộc hạ của Lý Ưng vào báo tin, mọi chuyện ở lao ngục này đều đã thu xếp cả rồi. Sẽ không có ai cả gan dám làm phiền tới hắn đâu. Tên thuộc hạ này còn nhắc tới một chuyện hắn đã cảm thấy nghi ngờ từ rất lâu rồi. 12 năm trước, chỉ huy sứ của Nam Chấn Phủ Ti tàng trữ pháo nổ bị hoàng đế xử tội chết. Không ngờ hắn trốn ở Trần Gia Thôn. Hôm đó, Nam Chấn Phủ Ti dẫn quân tới vây bắt, hắn ta liền cho nổ nguyên thôn, gây ra vụ án chấn động năm đó. Nguyên một thôn đều chết hết, chỉ duy nhất có một cậu thiếu niên 18 tuổi may mắn sống sót. Người này, theo suy đoán chính là Minh Hòa Tăng. Lần này hắn tới chính là muốn báo thù. Đồng Yên cuối cùng cũng tìm thấy Vũ Đình. Nàng kể cho họ nghe chuyện của hai chị em Hắc Ngọc bị tên khốn Tử Sán hành hạ tra tấn. Vũ Đình bị treo thưởng 300 lượng, Viên Tiểu Đường cũng đâu thoát khỏi 250 lượng cho kẻ nào bắt được. Ở trong ngục lao này, hai chị em cắp tử luôn bị tên Tử Sán tra tấn một cách dã man. Lý Ưng phòng giam bên cạnh tức giận quát mấy chữ, ồn ào quá đi. Tử Sán cười gian tà đi sang chỗ giam Lý Ưng, chào hắn một cái đầy khinh thường. Ai ngờ bị đáp lời bằng ánh mắt dao găm đầy sắc nhọn, khiến hắn một phen kinh hãi. Hoắc Tổng Kỳ đến báo tin có đại nhân muốn tìm hắn, cứu chị em cắp tử thoát khỏi một trận đòn roi. Hoắc Tổng Kỳ báo cho họ rằng Đồng Yên đã tìm thấy được Phương Vũ Đình, cô ấy nhất định sẽ cứu bọn họ sớm thôi. Tình thế hiện nay vô cùng nguy hiểm, cắp tử không muốn Phương Tổng Kỳ gặp phải nguy hiểm nữa, dặn dò cô ấy hãy mau mau chạy nhanh thoát khỏi nơi này đi. Lão già béo này là Tử Quốc Công Định Vinh Ninh, cha của Tử Sán. Lão ta nghe tin tên mù trong đại lao chết liền cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Năm ấy, Phó Hữu Đức tướng quân gây ra tai họa, Phó Gian làm phản. Hoàng đế muốn tiêu diệt hết tàn dư của Phó tướng quân còn sót lại. Chỉ có tên mù này là biết, nhưng giờ đây hắn chết rồi, lão ta cũng chẳng thể nào lập công thăng quan tiến chức được nữa. Tử Sán đột nhiên nhớ ra, Phương Vũ Đình thực ra là họ Phó, chứ không phải là họ Phương, cho nên nhanh chóng sai thuộc hạ điều tra, rốt cuộc năm đó Viên Tiếu Chi nhận được Phương Vũ Đình từ nơi nào về. Tiểu Đình Tử vì muốn báo đáp ân tình nên muốn làm chút điểm tâm tặng cho tướng quân, không ngờ lại bắt gặp tướng quân trong bộ dạng của một đầu bếp chính hiệu. Những người làm bếp ở đây còn chọc rằng đánh giặc chỉ là tài thứ hai thôi, còn nấu ăn thì tướng quân là số một. Phương Vũ Đình nghe xong nên cảm thấy rất khâm phục vị tướng trẻ này. Ước mơ của Thích Thừa Quang là sau khi đất nước Thái Bình, nhân dân có cuộc sống ấm no. Lúc đó hắn sẽ mở một cửa tiệm bánh, đích thân hắn là đầu bếp chính. Cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người đã bị ánh mắt nghi hoặc của Viên Tiểu Đường nhìn thấy hết. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì đây? Từ chuyện đêm đó ở Tư Đường, cô nam quả nữ ở cùng nhau, cho tới bây giờ lại cười cười nói nói thân mật như vậy, thật là khiến người ta lòng đầy hoài nghi mà. Thích Thừa Quang cùng đám người Phương Vũ Đình tương kế tự kế cứu hai chị em cắp tử ra. Theo như mật báo thì canh phòng hai chị em ở Bắc Trấn Phủ Tì rất lòng lẻo, ắt hẳn đang chờ bọn họ vô ứng cứu rồi tóm gọn một mẹ đây mà. Viên Tiểu Đường đột nhiên nảy ra một kế có thể cứu được hai tỷ muội cắp tử mà lại không nguy hiểm đến bất kỳ ai. Đầu tiên đó là Thích Thừa Quang mở tiệc chiêu đãi toàn thể các đại thần. Đương nhiên, phải mời Từ Vĩnh Ninh đầu tiên, sau đó kiểu gì lão già đó cũng sẽ đưa con trai của mình tham dự. Việc cứu người sẽ giao cho Vũ Đình và Đông Yên. Viên Tiểu Đường sẽ ở lại Thích Phủ phối hợp cùng với Thừa Quang. Thích tướng quân không muốn Phương Vũ Đình gặp nguy hiểm nên đã ngăn cản nàng đi cứu người, nhưng lòng nàng đã quyết. Tỷ muội của nàng đang gặp nguy hiểm, sao nàng có thể thờ ơ được cơ chứ?
Viên Tiểu Đường tức giận, nhìn hành động thân mật của bọn họ rồi cả cách xưng hô nghe rất thân thiết. Hắn ta bày tỏ thái độ như thể đang ghen vậy. Cũng đúng thôi, hắn và nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, người con gái của hắn thân mật với nam tử khác không ghen tuông mới lạ. Từ Vĩnh Ninh tức giận ném chén trà xuống, lão ta hiện tại đang rất bực bội trong người. Từ Sán bước vào báo cho lão một tin vui, khiến lão ta nghe xong mặt mày hớn hở. Viên Tiếu Chi nuôi tàng dư của Phó Đức Hữu trong phủ, như vậy hắn ta chẳng phải đang muốn tạo phản hay sao? Nếu báo tin này cho hoàng đế, ắt sẽ được thăng quan tiến chức, có lợi cho Từ Sán hắn lắm đây. Vậy nhưng trà đã nhanh chóng dập tắt giấc mộng hạnh phúc đó, còn mắng hắn là con của kỹ nữ, con thứ mà dám trèo cao hay sao? Công lần này để cho đại ca hắn hưởng vậy, có khi hoàng thượng vui mừng, cả cửu công chúa cho đại ca hắn cũng không chừng. Từ Sán cố nén cơn giận vào trong lòng, nhìn lão già từ từ rời đi với những lời châm biếm. Viên Tứ Chi mở mắt nhìn ngắm xung quanh, người trước hắn không phải là người vợ đã khuất minh tâm đây sao? Hắn từ từ đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng. 10 năm rồi hắn mới có lại cảm giác này. Nhưng nhanh chóng Viên Tiếu Chi đã nhận ra người này không phải là Minh Tâm. Lúc ban đầu còn tưởng Thiên Diện Hồ hóa thành, nhưng không ngờ lại là người khác. Người này chính là Thánh Y Tiêu Quỳnh, sư phụ của Hoa Đạo Thường và Minh Tâm, và cũng là sư huynh của Nhậm Bình Sinh. Viên Tiếu Chi nghe xong liền tạ lỗi, đồng thời cũng cảm tạ tiền bối đã cứu giúp. Lần này là do hắn sơ suất lọt vào bẫy của Minh Hòa Tăng nên mới trọng thương như thế này. Tiêu Quỳnh mỉm cười, nói có một vãn bối muốn gặp Viên Tiếu Chi, mà người này không ai khác chính là Bạch Y Đoàn Vân, đệ tử phái Côn Lôn. Đúng như kế hoạch, Viên Tiểu Đường ở lại phủ thừa tướng cùng Thích Thừa Quang, Phương Vũ Đình cùng Đông Anh đi cứu người. Nhưng có một chi tiết ngoài dự đoán kế hoạch của bọn họ, đó là đột nhiên hoàng thượng ghé thăm. Hoàng thượng và Thích Thừa Quang vốn là bạn thân từ nhỏ, bây giờ hắn lên làm hoàng đế trăm công nghìn việc, lại thêm hàng đống quy tắc nữa, cho nên cách nói chuyện ngày xưa của hai người bọn họ đã thay đổi rất nhiều, không còn thoải mái như trước nữa. Lần này hoàng thượng đến nghe tin tức của Thích Thừa Quang về đám tàn dư của Tàn Nguyên Lâu. Ngoài ra hắn còn hứa rằng nếu như Thích Thừa Quang có thể cứu được tiểu muội của hắn là cửu công chúa về, thì sau này tướng quân của chúng ta sẽ khỏi phải ra ngoài biên ải nữa, chỉ ở đây hưởng thụ cuộc sống của một vị phỏ mã mà thôi. Lệnh thì đương nhiên phải tuân theo, nhưng vị công chúa này không phải là còn quá nhỏ hay sao? Thích Thừa Quang vô cùng lo lắng, nhưng cứu được nàng trước rồi mới tính tiếp được. Minh Hòa Tăng dẫn theo tiểu công chúa đi ăn uống no nê, thế mà ban nãy hoàng thượng còn đang lo lắng cho tiểu muội của hắn phải chịu khổ, chịu thiệt thòi. Chu Diên Kỳ nhìn bé con như vậy mà công nhận sức ăn của nàng kinh khủng thật, đến tên hòa thượng Minh Hòa Tăng còn phải ngạc nhiên nữa. Dù gì nàng cũng đang tuổi ăn, tuổi lớn, như vậy là bình thường thôi. Đám người quan viên xông vào uy hiếp Minh Hòa Tăng, mau mau đầu hàng chịu trói đi. Chỉ là muốn bắt được hắn là bắt được hay sao, nếu vậy danh xưng này cũng đâu còn nghĩa lý gì. Minh Hòa Tăng ôm theo tiểu công chúa nhanh chóng tẩu thoát. Yến tiệc được diễn ra hoành tráng. Từ Vĩnh Ninh hai tay ôm hai mỹ nữ. Hắn còn đề nghị nếu Thích Thừa Tướng thích ai nhất định sẽ để lại hầu hạ tối nay cho hắn. Ý tốt của lão hắn đâu dám nhận, đành phải từ chối khéo léo. Một tên lão già khác cũng đứng lên kính rượu, nguyện ý muốn Thích Thừa Quang làm rể nhà lão. Ái nữ của lão rất hâm mộ hắn. Thích Thừa Quang dăm ba bữa lại đi đánh trận, tuyệt nhiên không thể nào để tiểu thư phải chịu khổ ở nhà được, cho nên đã từ chối như vậy. Nếu Thích Tướng Quân không thích vị mỹ nhân nào bên cạnh lão, thì lão còn một mỹ nhân nữa, đảm bảo tướng quân sẽ thích cho xem. Từ Vĩnh Ninh vỗ tay hai cái, một dàn mỹ nữ đồng loạt bước lên nhảy múa uyển chuyển, trang phục thì vô cùng gợi cảm, nhất là vị cô nương tóc vàng nổi bật nhất kia đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Hắn nhất thời tò mò cho nên đã bước ra ngoài trước sự bất ngờ của các vị đại thần. Từ Vĩnh Ninh trong lúc tận hưởng khúc nhạc linh đình cùng các vị mỹ nữ thì lập tức lăn đùng ra chết. Từ Sán cũng biến mất hút, mà người hạ độc ở đây không ai khác chính là vị mỹ nhân mặc y phục tím vẫn hay ngồi bên cạnh lão kia. Nói trắng ra, chính tên Từ Sán đã hạ lệnh cho cô ả hạ độc cha hắn nhằm cướp công lao. Vị mỹ nhân nổi bật kia cũng nhanh chóng lật mặt, thực ra cô ta chính là Tế Tuyết của Tàn Nguyện Lâu, phủ mệnh ám sát hoàng thượng nhưng không thành. Âm mưu của cô ả đã bị Viên Tiểu Đường vạch trần, một đấu một vô cùng quyết liệt. Cuối cùng, Tế Tuyết bị Vương Thông dùng đao đâm xuyên bụng, Tiểu Đường thuận thế chặt đứt một cánh tay của cô ta. Những thích khách khác đều bị giết chết, chỉ còn lại một mình Tế Tuyết bị đám cẩm y vệ vây quanh. Tế Tuyết tức giận nhìn Tiểu Đường như muốn ăn tươi nuốt sống, mối thù này ả nhất định phải bắt hắn trả giá. Nói xong, Tế Tuyết biến mất trong làn khói đen. Viên Tiểu Đường đuổi theo tên Từ Sán kia và phát hiện hắn không phải là Từ Sán, vậy rốt cuộc Từ Sán đang ở đâu? Đột nhiên hắn nhớ tới Vũ Đình, nàng ấy đang gặp nguy hiểm. Qua đúng như dự đoán, Vương Vũ Đình cứu hai chị em cắp tử đều là nằm trong dự đoán của Từ Sán. Kế hoạch này của hắn quả nhiên dụ được con mồi lớn mà. Phương Vũ Đình rơi vào nguy hiểm, ngoài ra bí mật động trời về thân thế của nàng cũng không thể giấu giếm được nữa. Quay về với Tế Tuyết,
cô ta với thân thế trần như nhộng được hồi sinh lại một lần nữa. Cánh tay bị Tiểu Đường chém cũng dần dần mọc lại. Lần này, nhiệm vụ giết hoàng đế và thích thừa quang thất bại cũng là do tên khốn Vương Thông đó bắn đứng bọn họ, nhưng lại có một tin vui muốn bẩm báo cho lâu chủ, xem như là lấy công chuộc tội. Người này chính là lâu chủ của Tàn Nguyện Lâu, tên của hắn là Phó Nhượng. Người mà Tế Tuyết đang đề cập tới chính là Vũ Đình, cốt nhục duy nhất của Phó gia còn tồn tại trên thế giới này. Tới đây thì phần phim đã kết thúc.